tôi tên là Lê Thị Phương Linh hiện đang là quản lý phòng nghiên cứu chuyên môn và phát triển sản phẩm của viện nghiên cứu sinh chất vân tay chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của viện nghiên cứu sinh chất vân tay trong chuyên đề ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về một trong những trang rất quan trọng và là giá trị cốt lõi của mỗi một cuốn báo cáo sinh chất vân tay mang lại cho khách hàng đối với lại việc À, chúng ta đã hiểu về chính hướng tính cách có những bản sắc hành vi và những cơ sở để phụ huynh có thể quan sát và thấu hiểu con một cách rõ ràng hơn thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một trong những trang kết quả phân tích và là giá trị đặc điểm nổi trội của sản phẩm này đó là trang về đặc tính tiềm thức và thói quen tư duy khi chúng ta sử dụng về dịch vụ sinh trắc vân tay, chúng ta sẽ thấy một kết quả xuất ra cho chúng ta về đặc tính tiềm thức mà chúng ta sở hữu và thói quen tư duy mà chúng ta đang có. Vậy thì đối với lại trang này chúng ta sẽ sử dụng và hiểu nó như thế nào? Trong đặc tính tiềm thức, chúng ta đã không ít lần nghe về cụm từ tiềm thức đúng không ạ? Hoặc là chúng ta đã đọc qua rất nhiều đầu sách liên quan đến sức mạnh tiềm thức, thói quen của tiềm thức và tiềm thức là tảng băng chìm À, ý thức là tảng băng, băng trôi ở bên trên và chỉ chiếm có 10% hoặc một số các bài báo đã từng viết rất nhiều về việc là bạn có biết bạn chỉ đang sử dụng 10% não bộ thôi hay không để nói về việc tiềm thức có tới mức độ ảnh hưởng và là có khả năng khai thác dữ liệu rất lớn chiếm tới 90% Vậy thì làm sao để con người của chúng ta có thể vận dụng được tiềm thức và biết được cách sử dụng nó trong giai đoạn mà chúng ta đã qua khỏi thời điểm tốt để có thể kích hoạt được. Đối với lại tiềm thức là một trong những đặc tính mở cổng trong 5 năm đầu đời và càng độ tuổi càng lớn thì sẽ càng hình thành ổn định. Tiềm thức được thiết lập trong giai đoạn nhỏ và phụ thuộc vào bốn yếu tố xung quanh mỗi một cá nhân. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cơ chế bẩm sinh đó là não bộ, tay chân và các cơ quan về cơ thể người. Tiếp theo là các yếu tố từ môi trường, có thể là môi trường vĩ mô, à, môi trường vi mô, và các môi trường câu lạc bộ đoàn thể khác. Yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến mỗi một cá thể đó là hoạt động của giáo dục và cái quan trọng nhất đó là hoạt động của chính cá nhân đó. Vậy thì đối với đặc tính tiềm thức là một trong những cơ sở mà sẽ dựa trên mật độ đường vân tay khi mà chúng ta có thể tiến hành quét được mẫu vân tay của mỗi một khách hàng. Hệ thống báo cáo sẽ xuất ra cho anh chị các dữ liệu tiềm thức mà anh chị đang sở hữu. Đây là một trong những chuyên đề nghiên cứu rất sâu và dành cho học thuật, dành cho những người làm nghề nhiều hơn là khách hàng hiểu biết về nó một cách sâu sắc bởi vì công trình và dữ liệu của nó rất là lớn. Tuy nhiên, ở góc độ dễ hiểu và để cho khách hàng có thể sử dụng được thì tôi vẫn sẽ gom lại cho khách hàng ba nhóm trọng điểm đó là đại bàng, nước và núi. Như vậy thì chúng ta sẽ hình dung được rằng là đối với đặc tính tiềm thức, anh chị sẽ cần phải lưu ý là tiềm thức sẽ sử dụng và hoạt động tốt trong 5 năm đầu đời. Thứ hai, tại thời điểm tầm 7 tháng tuổi, khi đứa trẻ đã có thể quét được mẫu vân tay, thì chúng ta đã có thể phân tích cơ sở dữ liệu là đặc tính tiềm thức. Nhưng đến 55 tuổi thì người ta mới biết người ta có tiềm thức gì. Và Đối với những khách hàng là người lớn, trong vai trò của người trưởng thành, anh chị đã làm bài báo cáo của mình rồi, anh chị đọc phần đặc tính tiềm thức, anh chị sẽ thấy những đặc tính này hiện hữu rất rõ trong con người của mình. Vậy thì có cần phải chờ đến 45 hay 55 tuổi anh chị mới biết bẩm sinh tôi có những tiềm thức gì không? Vì rõ ràng ngay từ đầu, sinh chất vân tay khi một đứa trẻ 7 tháng tuổi ra đời và quét được mẫu là đã có thể biết tiềm thức của con đang có những đặc tính nào và điều gì đang chi phối đến đứa trẻ. Hơn nhau là ở cách nhìn ra cơ hội và chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ là biết cách sử dụng thời gian hiệu quả. Vì thời gian của chúng ta đều giống nhau là 24 giờ trong một ngày. Vậy thì anh chị hình dung rằng là Trang này là một trong những trang quan trọng của phần đặc trưng tính cách và hành vi. Nó cũng nói đến cơ hội mà mỗi một con người biết nắm lấy trong cuộc đời. 7 tháng tuổi để biết được đặc tính tiềm thức, thói quen tư duy và dựa trên đó để có những khuyến nghị về phương pháp cho phù hợp hay anh chị đợi tới 45 tuổi mới biết được đặc tính tiềm thức và thói quen tư duy. Cho nên chúng ta hình dung được là thời gian không chờ chúng ta thay đổi mà chúng ta phải thay đổi theo thời gian. Vậy thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ là tiềm thức là cái kết quả mặc định mà bài báo cáo nó đã xuất dữ liệu ra cho từng mỗi một cá thể rồi và trong cơ sở nghiên cứu thì hiện tại chúng tôi đang có sử dụng 15 đặc tính tiềm thức cực kỳ quan trọng và chi tiết hóa đối với lại dạng này ngoài sinh chất vân tay ra anh chị sẽ không thể nào biết được cơ sở đặc tính tiềm thức và thói quen tư duy của mình nên hãy kiểm tra nó và tiến hành biết về nó một cách nhanh nhất khi có thể Đặc tính tiềm thức sẽ cho anh chị biết các giá trị ảnh hưởng đến mình trong giai đoạn khi chúng ta được hình thành và sống trong cuộc đời. Có 3 nhóm đặc trưng nổi trội. Thứ nhất là nhóm đại bàng. Nhóm đại bàng đa phần sẽ mang đặc tính, đặc tính tiềm thức của dạng cố chấp. Bất cứ điều gì anh chị muốn cho đại bàng học được bài học thì hãy cho đại bàng trải nghiệm. Nói đơn giản với những người làm nghề mà chúng tôi hay nói với nhau, đó là nếu đại bàng muốn có, thì phải mất. Phải mất thời gian để có được những điều này, phải trả một bài học cuộc sống để có được những bài những chân lý trong cuộc đời, phải qua một lần đau thì mới biết đó là điều đau đớn. Đứa trẻ phải chạm vào nước sôi thì mới biết nước sôi mới là nóng. Và chính vì như thế, bài học của đại bàng khi có tiềm thức là cố chấp là phải trải nghiệm. Vậy thì trong giai đoạn dưới 6 tuổi và trong cuốn sách khám phá sự khác biệt của con, chúng tôi đã đề cập đến đó là việc hãy dạy cho những đại bàng mang đặc tính tiềm thức cố chấp học được cách chấp nhận thất bại trong cuộc sống và thất bại là một phần trong cuộc sống hãy để cho con được trải nghiệm và thất bại từ những cái nhỏ thay vì đến khi con lớn rồi và phải trả giá bằng những cái lớn thì nếu như không có sự làm quen với những cái nhỏ thì khi xảy ra một biến cố lớn đại bàng sẽ rất vất vả chính vì như thế bố mẹ cần phải hiểu được rằng đặc tính tiềm thức của đại bàng đa phần sẽ là cố chấp trong cố chấp sẽ có nhiều dạng cố chấp khác nhau mà kết quả bài báo cáo phân tích ra thì anh chị sẽ đọc kỹ toàn bộ các đặc tính trong cái này của mình tuy nhiên một mệnh đề chung của đại bàng đó là cụm từ cố chấp và đặc tính của dạng cố chấp này được hiểu là bất cứ bài học gì mà bố mẹ muốn con hiểu được học được thì phải cho con trải nghiệm lưu ý giúp tôi điều này Đối với lại nhóm vân tay nước, đặc tính của hướng môi trường, chính vì con có khả năng bắt chước và sao chép nhanh, cho nên con sẽ cần phải có người làm hình mẫu. Và chính vì như vậy thì trong 5 năm đầu đời, môi trường vĩ mô, môi trường vi mô, môi trường gia đình, môi trường xã hội, môi trường từ nền giáo dục sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ rất là nhiều. Và đặc, đặc tính tiềm thức của nhóm nước đa phần sẽ rơi vào đặc tính của cụm từ bắt trước. Vậy thì đơn giản bố mẹ chỉ cần nhớ rằng là khi tôi thấy tiềm thức của con tôi là bắt trước thì việc của tôi phải trả lời được câu hỏi hình mẫu mà tôi muốn con mình bắt trước là ai? Và tại sao tất cả những truyện tranh, Doraemon, Conan, những nhân vật hư cấu đều được tất cả các đứa trẻ yêu thích? vì nó cho những đứa trẻ một lý tưởng sống trong cuộc đời vì nói vẽ cho một đứa trẻ những bức tranh rất đẹp về năng lực của mỗi một con người những nhân vật huyền thoại trong cuộc sống để khơi gợi và nuôi dưỡng niềm đam mê ước mơ của mỗi một đứa trẻ khi đứa trẻ đó lớn lên chính vì điều đó thì khi anh chị thấy con mình có đặc tính tiềm thức bắt trước hãy trả lời cho chúng tôi một câu hỏi anh chị muốn ai là người để con bắt trước đây là điều cực kỳ quan trọng trong hình ảnh của tiềm thức vậy thì nếu như anh chị trả lời là tôi Tôi muốn con tôi là người bắt trước tôi Vậy thì hãy quay ngược lại mình Và nhìn vào mình xem Mình đã đủ ba giá trị gốc rễ Mình đã đủ 6 giá trị cốt lõi Và những phẩm hạnh của mỗi một con người chưa Đạo đức, nghị lực và trí tuệ Mình đã vung bồi cho mình đủ chưa và Mà mình muốn làm hình mẫu cho chính con mình và khi anh chị nuôi dạy con theo đặc tính tiềm thức của bắt trước thì con là tấm gương phản chiếu cho chính anh chị mà thôi. Nên một trong những cái việc mà phụ huynh cần phải vung bồi năng lực giáo dục con trẻ, kỹ năng à, giao tiếp với con thì đa phần phụ huynh cũng phải có đặc tính tiềm thức hoặc con phải có đặc tính tiềm thức của bắt trước. Để con cái là tấm gương phản chiếu của chính cha mẹ. Và có một câu ngại ngữ của một nhà giáo dục học người nghe trong một cuốn sách về giáo dục mà tôi rất là thích. Tôi hay chia sẻ cho những đồng nghiệp của mình. Nhìn trẻ 3 tuổi biết khi trưởng thành, nhìn trẻ 7 tuổi biết khi về già. Nhìn những đứa trẻ trong giai đoạn 3 tuổi sẽ biết bố mẹ của trẻ là ai, bố mẹ của trẻ là người như thế nào, nhìn một đứa trẻ 7 tuổi sẽ biết tương lai của đứa trẻ ra sao, khả năng thành công, tố chức và phẩm hạnh đạt được đến đâu. Đó là đó là học thuật và nghiệp vụ của những người làm về giáo dục. Vậy thì khi anh chị có con là đặc tính tìm thức bắt trước, hãy lưu ý giúp tôi điều này. Và với nhóm cuối cùng là nhóm vân tay núi thì Đối với lại đặc tính tiềm thức của núi, đa phần sẽ có cụm từ hấp thu. Và trong hấp thu nó sẽ có tất cả năm loại hấp thu cực kỳ đặc biệt và rất quan trọng. Mỗi một loại hấp thu khác nhau sẽ cho ra một phương pháp khuyến nghị hoàn toàn khác nhau và khi kết hợp với lại thói quen tư duy lại là một phong cách giao tiếp khác nhau. Cho nên một trong những nghiệp vụ của người làm nghề tham vấn viên là phải biết có sự sâu chuỗi dữ liệu và liên kết các dữ liệu này lại với nhau để giúp cho khách hàng nhìn được bức tranh tổng quan nhất. Và đối với lại vai trò của khách hàng cũng hãy nên nhớ không thể nào nhìn được và đánh giá được bất kỳ ai hoặc chính anh chị từ một trang trong hơn 100 trang của bài báo cáo được mà nó là một hành trình sâu chuỗi, một hành trình vẽ ra từng trang sách mở ra là từng một một vấn đề được khai mở và từng một trang giấy được mở ra là chúng ta rõ thêm về chính chúng ta một lần nữa. Nên trong suốt quá trình mà chúng ta tham vấn bài báo cáo thì chúng ta cần phải có sự sâu chuỗi liên kết lập luận và tư duy giữa các dự kiện này lại với nhau. Nếu anh chị làm được điều này thì anh chị sẽ nhìn thấy được rất xác đáng và chính xác về vấn đề mà mình đang gặp nếu chúng ta đánh giá một cách phiến diện ở chủng vân tay mà không quan tâm đến thói quen tư duy hoặc đặc tính tiềm thức đôi khi chúng ta sẽ bỏ lỡ đi một điểm rất nhỏ để tìm ra được một phương pháp rất hay cho chính con của mình nên đây là điều mà anh chị cần phải lưu ý và đối với đặc tính của hướng hệ thống là nhóm về mang đặc tính tiềm thức hấp thu thì bố mẹ cũng sẽ trả lời giúp tôi trong phần video đầu tiên mà tôi đã từng chia sẻ ai là người để trẻ hấp thu ai là người trực tiếp giáo dưỡng trẻ và không ai khác hơn ngoài bố mẹ phải là người làm điều này cho nên đối với lại những đứa trẻ mang đặc tính của hướng hệ thống và hướng núi lửa trong suốt quá trình kể cả việc khi có cơ hội tiếp cận với khách hàng thì câu hỏi đầu tiên mà tôi hay thường hỏi họ chị ơi hiện tại trong nhà ai là người đang nuôi dưỡng con chị có phải là người nuôi dưỡng con không và chị bắt đầu kể ra rất nhiều lý do Chị bận lắm em, chị phải đi kiếm tiền, phải cơm áo gạo tiền Thì tôi nói với chị một câu rằng là Con chỉ có 5 năm cần mẹ, cần bố và lớn lên trong cuộc đời Anh chị có cả một cuộc đời để làm việc Vậy thì anh chị chọn cái nào? Đợi đến lúc mà anh chị có thời gian, có tiền bạc, rảnh rỗi rồi anh chị quay lại với đứa trẻ thì có bao giờ anh chị đặt câu hỏi lúc đó con nó có còn cần mình không? Và những cái giải pháp, những cái tiền bạc để anh chị mang cho con cái trường học sang trọng, chuyên nghiệp như anh chị muốn chứ có phải là cái con muốn đâu. Và một đứa trẻ núi trong giai đoạn đòi hỏi sự an toàn, quy trình, nhu cầu thể lý, gia đình bên cạnh là 5 năm đầu đời chị, chứ không phải 15 năm hay 20 năm nên không thể nào đợi đến lúc anh chị có đủ tất cả những điều này thì con cái đâu có đợi anh chị để mà lớn. Sau khi tôi phân tích điều này cho người mẹ thì người mẹ đã đã gần bật khóc và người mẹ hiểu ra rằng là tất cả những giá trị mà người mẹ làm trong cuộc đời rõ ràng là hướng về con mà. Vậy thì chúng ta phải cần hiểu rằng là có những thời điểm đứa trẻ nó chỉ cần đơn giản là người mẹ ở bên cạnh thôi chứ không phải là tiền bạc hay đồ chơi nên là bố mẹ đôi khi tự vô hình khoác lên mình có quá nhiều cái áo trách nhiệm và cảm thấy rất nặng nề về việc này là mẹ là một thiên chức của người phụ nữ và suốt quá trình đó là một sự hạnh phúc hạnh phúc không phải đến từ tiền hạnh phúc đến từ cái tâm của người là mẹ vậy thì khi chúng ta hiểu được cái điều này sâu sắc chúng ta sẽ hiểu được rằng là con cái nó chỉ cần thời gian của chúng ta thôi anh chị ạ con cái nó không cần tiền bạc của chúng ta đâu vì khi bé nó có đủ năng lực bé nó sẽ kiếm tiền được và có rất nhiều người trong cuộc đời này nghèo nhưng vẫn sống hạnh phúc tiền bạc không phải là cái quyết định và hơn ai hết thì hướng hệ thống hướng núi lửa là nhóm rất cần cái giá trị này nên tôi thật tâm và bằng tâm tư của mình những sự trăn trở của mình trong suốt làm nghề chia sẻ toàn bộ thông điệp này đến những bậc phụ huynh có con đang là hướng hệ thống, hướng núi lửa. Hãy cho con cái mà con thật sự cần, đó là thời gian ở bên các anh chị. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được rằng đặc tính tiềm thức là một trong những dạng kết quả báo cáo đã phân tích nên việc lựa chọn một đơn vị chuẩn mực, một công nghệ chính xác và tân tiến sẽ cho ra một kết quả phân tích kết quả tối ưu sẽ không có gì lạ lắm nếu anh chị cầm một kết quả xét nghiệm máu của mình hoặc là một ml mm máu của mình để đi xét nghiệm cho các bệnh viện khác nhau anh chị sẽ nhận được các con số thông các thông số lịch khác nhau không quá lớn nhưng nó sẽ bị lịch do các công nghệ phân tích hoàn toàn khác nhau nên việc này là việc rất dễ hiểu vì khoa học thì luôn luôn có sai sót và tỷ lệ sai sót kể cả trong các clip quảng cáo thì anh chị cũng thấy là Uh, live Boy sẽ sát khuẩn 99,9% chứ không có một cái nào có thể khẳng định cho anh chị là 100% cả. Nên về việc sai sót dữ liệu trong mức dao động cho phép là việc hiển nhiên mà chúng ta có thể chấp nhận được. Và và anh chị đối với tư cách là một khách hàng hãy lựa chọn các đơn vị uy tín, trách nhiệm và tận tâm, chuyên nghiệp để anh chị nhận được một kết quả đặc tính tiềm thức thật sự có độ chính xác 99,9%. Thấu hiểu được đặc tính tiềm thức này, anh chị sẽ thấu hiểu được rằng mọi thứ trong cuộc đời là dung hòa để có được. Nếu tôi là tiếp người trải nghiệm mới có được, thì con tôi là tiếp người hấp thụ. Vậy thì hãy cho con được hấp thụ những cái mà bố mẹ đã trải nghiệm trong cuộc đời đi hả? Nếu bố mẹ là người trải nghiệm và con tôi là người bắt chước, hãy cho con được bắt chước vào các môi trường sống mà bố mẹ đã được trải nghiệm. Cho nên chúng ta hình dung rằng là chúng ta dạy con bằng tất cả những cái mà chúng ta có và vốn sống. Vậy thì không thể nào trách được có những bố mẹ trong tuổi thơ không được sự giáo dưỡng từ bố mẹ của chính họ. Cho nên đôi khi họ sẽ không có được những cái điều đấy để họ giáo dục con mình trong tương lai. Vậy thì việc đơn giản của bố mẹ hiện nay đó là hãy làm cho mình một cuốn báo cáo sinh sát vân tay để nhìn lại xem mình đang còn thiếu những gì. Và bắt đầu vun bồi bằng hành trình học tập. Việc học tập là việc cả đời, giống như Mark Lenin đã từng nói, học, học nữa, học mãi. Nên đừng bao giờ cảm thấy tự ti bởi trình độ hay kiến thức của mình, bởi vì việc đó rất đơn giản. Mà không ai có thể giúp được anh chị nếu anh chị không mở tâm của mình ra để đón nhận những cái mới trong cuộc sống, để sẵn sàng thay đổi, để hỗ trợ cho con mình tốt hơn. Vậy thì tôi đã vừa mới chia sẻ cho các anh chị 15 đặc tính tiềm thức quan trọng trong lĩnh vực sinh trái vân tay mà đối với khách hàng cần phải rất nắm biết về nắm về nó, hiểu về nó và cần phải cực kỳ thông minh trong việc lựa chọn các đơn vị sử dụng về dịch vụ này để giúp cho anh chị có kết quả chính xác nhất. Xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian lắng nghe và ghi chép thật cẩn thận Hãy like fanpage của Viện Nghiên cứu sinh chất Vân Tây Và hãy nhấn subscribe Ở kênh youtube Để có thể nhận được nhiều video tiếp theo Cảm ơn các anh chị Trong chuyên đề tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho anh chị Về thói quen tư duy Và cách sử dụng thói quen tư duy trong cuộc sống Xin cảm ơn và hẹn gặp lại